Hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình Mia Trưởng Star. Thật sự là tâm trạng của mình lúc này đang rất là buồn luôn, buồn vãi cả trưởng luôn. Bởi vì mình bị con người yêu nó đá rồi, nó đá một cách trắng trợn luôn. Bởi vì do quá nghiện game thôi mà. Đó, cho nên em đã nặng nẽ đi với người khác. Ôi, vẫn cứ là ok đấy anh em ạ. Thật sự là lòng đau như cắt mà nước mắt nó đầm đìa anh em ơi. Trời ơi. Rồi thì bỏ qua chuyện đó đi, giờ mình sẽ solo một bạn gái trong group mình. Bạn này thì khá là xinh rồi. Thì bạn này tên là Trang nhá, Trang Hí. Nick game là Trang Hí á, còn nick Facebook là Trang Trang. Thì mình sẽ để link Facebook của bạn này xuống dưới video nhá. Thôi thì buồn thì buồn thôi. Chơi thì vẫn cứ vui thôi anh em ạ. Thì chúc anh em coi clip thật vui vẻ và một buổi chiều ấm áp nhá. Rồi. Trời ơi, vãi cả trưởng này. Tiệc bánh kẹo thông thạo S. Trời ơi, đánh làm sao được đây? Vãi cả trưởng luôn. Bài đánh hay cũng biết. À đúng rồi, bài này thông à bài này rank cao thủ anh em ạ. Trang Hí rank cao thủ. Trời ơi, mình rank kim cương và thông thạo cùi hơn bài, chắc chắn là bài bét con này rồi. Nhưng mà không sao, solo với gái là một niềm vinh dự cho mình. Bữa lời thông thạo S. Bạn này khá là xinh em ạ. Đấy, cho nên xinh thì mình cũng phải đập thôi. Đập đã. Rồi, anh em cổ vũ đi nào. Hiện tại mình đang ốm cho anh em thông cảm tí. Cái giọng nó hơi bựa tí. Rồi. Ok và ok. Làm gì? Làm sao? Chưa chi mà đã chọc ghẹo nhau tí à? À, rồi. Hiểu. Đánh nhau luôn thì đánh. Đánh nhau luôn thì đánh. Làm sao? Úi giời ơi, có hồi máu nha. Chạy đâu con nợn này. Con nợn. Ok, con nợn tốc biến rồi. Ok, mình cũng chết rồi. Úi giời ơi. Vai cả trưởng luôn. Bạn ấy mình không nghĩ là nằm đâu. Vai cả trưởng luôn. Đúng là cao thủ thông thạo S có khác. Đánh chưa chi đã đè ép đường mình rồi. Trận đấu này xác định thua thì các bạn không phải nói nhiều nữa. Thì mình nhắc lại nhá, thì bạn này tên là Trang. Anh em có thể vào comment của video xem link Facebook của bạn đấy. Trời ơi, ông nào tán đi này. Bạn này khá là xinh. Và mình thích cái cách nói chuyện của bạn này. Đó. Bạn này trông vậy thôi nhưng mà bảy chửi náo nhưng mà rất là vui. Mình rất thích cái tính cách của bạn. Bảy chửi nhưng mà chửi không thâm. Chửi một cách vui vẻ đấy. Mình thích cái tính cách của mấy cái bạn gái này. Con gái bị chửi nó mới vui chứ. Rồi. Như vậy là Trang Hí. Thôi mình sẽ bình tĩnh thôi. Không để nhờ với mấy cái bà này được. Mấy bà này đánh hay lắm. Đừng tưởng là con gái đánh gà nhá. Hơi bị hay luôn. Vãi cả trưởng. Đấy. Dạo này anh đuối rồi. Anh đuối sức rồi. Anh ốm rồi. Dạo này anh đuối rồi em ơi. Trời ơi em ơi. Đứng lại, giật luôn. Thôi xong. Tôi xác định cái pha này rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, xong nhả mình. Gái gì đâu. Trời ơi. Mà đánh hay quá. Trời ơi, đúng là thông thạo S anh em ạ. Này còn bánh kẹo nữa. Tôi không ăn kẹo đâu mà bà cho cái đấy còn ăn được. Đó, hi hi. Hi hi và hi hi. Rồi. Ok, như vậy là mình sẽ lên cái trượng băng nhá. Cái món Phụng Hòa và món trượng băng. Giời ơi, đánh hay thế. Cấu rỉa mày. Gọi là mình thì mình chơi bảng chí mạng. Đó, phép nó không thốn mấy. Thôi, tôi về, tôi không chơi bà đâu. Bà đánh hay vãi cả trưởng nè. Đó, bà Trang nhá. Trang trưởng anh em nghe nó có hợp không? Trang này là tên em mình đấy. Thật sự là mình cũng có một đứa em tên là Trang. Solo với bạn này cảm thấy rất là vui. Như kiểu là được chơi với em của mình. Đó. Rồi, làm sao. Mình nên luôn cái huân chương choi nhá. Món nó khá hiệu ứng. Rồi, làm sao em. Làm sao. Bình tĩnh đi, đang ốm mà. Nhả tí đi, đúng rồi, cho mình ăn mạng nào. Đúng rồi, hay lắm. Như vậy là em có mặt chạy nên đảo cái pha này. Cấm ăn máu nha, không được chơi đảo. Rồi, như vậy là em đã ra đi rồi đấy. Ok. Thôi xong rồi. Ui may quá, may thế nhở. May mà mình vẩy cái chiêu 2 kịp thời đấy.
không là tí nữa là sấp mặt luôn. Hú. Trêu tí nhỉ. Ăn được một mạng là phải trêu luôn. Đó. Đấy. Không biết là bảy nhả mình hay là bảy đánh thật thì biết. Đánh hay vai. Em nói hay thật. Hay quá đấy. Có anh em solo với gái anh em cứ phải thỉnh thoảng anh em khen nhá. Không tiếc gì cái lời khen khi solo với gái. Ok. Cho dù bạn có đánh tệ hay nên chăng nữa thì anh em vẫn phải khen thôi. Nhưng mà cái bạn này thì mình khen thật. Đó, đánh rất là hay. Chủ clan cái gì ấy, king orc cái gì ấy. Anh em có thể inbox và trò chuyện với bạn và xin vào clan của bạn ấy. Để bạn kéo. Đấy, bình tĩnh ở. Làm sao? Đánh nhau luôn này. Đánh nhau luôn, đứng lại, đứng lại. Đánh nhau luôn, đúng rồi, tốc biến. Đấy, đau gớm nhỉ. Đau gớm nhỉ. Ôi, ôi, một phát này. Em đi đâu? Ra đây. Giời ơi, ra đây, đã bảo ra đây. Đúng rồi, như vậy là em đã ra đi rồi đấy. Ok. Như vậy là thất tình quá. Solo với bạn gái nó vui hẳn anh em ạ. Thật sự là vui quá đi mà. Đấy, trò chuyện với bạn này rất là vui luôn. Chửi láo vách cả trường. Chửi láo nhưng mà chửi láo vui. Nó không quá đáng anh em ạ. Đó. Ai. Thì mình đã gạ kèo em này. Cho nên em đã đồng ý solo đấy. Đồng ý một cách rất là dịu dàng luôn. Lúc đầu là chửi các thậm tệ luôn. Nhưng mà về sau là dịu dàng. Đó. Dịu dàng nắm cơ. Dịu dàng nắm cơ. Dịu thì anh cũng đập nhá. Dịu này. Này ra đây. Ra đây. Rồi cất chấp luôn cả trụ này. Dịu nắm cơ anh em ạ. Ok. Ấy đau gớm nhỉ. Nhưng mà anh nên cái huân chương choi rồi. Em hết vị em ơi. Em hết vị em ơi. Ôi đau thế. Đau thế. Đau vậy thì ai chơi. Rồi. Ngon quá. Ngon quá. Ok. Như vậy là một mạng tiếp theo cho mình. Đó. 4-2 rồi. Giáp, giáp, giáp. Ok, mình sẽ về thôi. Đây, thôi thôi thôi, sẽ về nha. Không đẩy trụ. Đánh với gái nó phải vui, vui vẻ. Thôi làm bạn gái nha. Anh đi, anh đi, anh đi. Thả thính tí anh em ạ. Thả thính cho nó vui thì thôi. Nên cái món gì nhở? Mặt nạ à? Gươm thiền chiết à? Em cũng nhiều đồ phết rồi. Ok, nên mẹ cái sách truy hồn này này. Nó giảm khả năng hồi phục máu của cái con Morgana này em ạ. Nó tỏ tình em đi à? Rồi, ok, tỏ tình luôn. Trời ơi. Dễ dãi quá nhỉ? Bạn này có phải là dễ dãi quá không? Cho mình hỏi khí không phải luôn. Đây, mình sẽ đứng mình múa. Đó. Đấy, múa rồi đây. Anh em có thể thấy cái con này nó múa xấu quá. Không đẹp như cái con Morgana ở tiệp bánh kẹo anh em ạ. Kaka. Ok, múc nhau đi em ơi. Múc nhau. Đập nhau đi. À, được. Thích múc nhau luôn thì múc. Múc luôn. Ok, múc. Múc và múc. Đó, chạy đi đâu, chạy lên đảo cái pha này nha. Đó, chết chắc. Rồi, ok. Xanh quá rồi anh em ạ. Sợ là quá nó xanh luôn. Sao em? Năn ra vậy. Ok, trêu tí. Đồ gì chàng vậy? Có cái gì? Không biết dịch. Ok. Thôi mình đẩy cái trụ này nhỉ. Thôi, mình sẽ không đẩy trụ. Để cho nính nó đẩy trụ. Đó, ok, mình sẽ lên cái món cuối là món sách thánh anh em. Mình thì mình chịu thôi, mình cứ thấy con này là mình đánh. Mình không. Thật sự là mình rất ít khi đánh con này. Đó, tỏ tình đi nhở. I love you. I love you không tịch. Không tịch nhá. Anh em lưu ý là không tịch nhá. Ok. Ok, ulti đau thế nhở. Giật luôn này, ok. Cục máu.
có thể nói là cục máu luôn anh em ạ. Rồi có nên kết thúc game không đây? Thôi sẽ nhở nhơ với em, nhở nhơ thôi, thắng thì thắng rồi, đánh làm gì. Thôi nhở nhơ thôi, để em có nặt nẹ kèo được không? Mình là mình rất là thích để gái nó nặt kèo rồi thua cho nó bẽ mặt ra. Nói vậy thôi chứ thua trước mặt của con gái anh em không phải nhục. Anh em cứ bình thường thôi. Solo với gái nó là một niềm vinh dự đấy anh em ạ. Anh em hạn chế những cái câu chửi tục tẹo nhá. Hãy thể hiện mình là người văn minh. Đó. Ok nên cái ngọc đại pháp sư. Đấy đau thế nhỉ? Mấy cái món này trông vậy thôi mà đau nhỉ. Ok em đã suy nghĩ em bán một cái món đồ, em lên đồ khác thôi. Mình thì mình cứ để cái món này thôi. Ok ok. Ok chưa, ok chưa. Ok chưa, phang nhau này. Phang nhau luôn. Phang nhau này à. Ra đây mà phang này em ơi. Đấy, em đã rình rập lên đây rồi. Ok. Đó, chơi luôn. Nó làm gì mà căng. Ồ, rút bụi à, rút bụi này. Rút bụi này, rút bụi này, rút bụi này. Đấy, rút bụi này, giật luôn. Ok. Quá nó thốn luôn. Ok, thì mạng này em cũng xác định luôn. Đó, bất động rồi. Đứng bất động để chết rồi. Ok. Thì cái 5 cái độc nó tiêu gì, tiêu diệt em anh em ạ. Ok, chưa. Ok, chưa anh em ạ. Em chưa đủ đồ. Ok. Mình sẽ để em farm full đồ đã rồi mình đánh nhau nhé. Đó, em đang suy nghĩ em bán món khác. Đấy, em đang suy nghĩ đắn đo đấy em ạ. Đấy, farm nốt cái quả đàm quái đi rồi nên cái đồ mà bạn thích đi. Thích cái gì bạn nên cái đó thôi. Ok. Như vậy là em đang múa tung tăng ở trong cái chỗ A. Em lên cái phù chú trường sinh. Cái món này cũng là thốn anh em ạ. Pháp sư nên cái món này cuối thốn mà. Cái con Magana này nên cái món phù chú trường sinh, món đồ cuối nó rất là thốn luôn. Nó tăng máu cho anh em. Đó. Anh em có thể sống sót. Bởi vì con này chủ yếu là dùng kỹ năng là chính mà. Ôi đau thế. Ok giật luôn. Ôi đau thế nhở. Đau thế. Trời ơi. Đau vai. Đau vai chít. Đau vai xít. Giật này. Giật này. Trời ơi. Trời ơi. Đánh hay thế. Một vảy này. Kìa một phát nữa kìa. Ôi giời ơi. Trời ơi. Quả đấy hết xui anh em ạ. Trời ơi. Thôi thua. Thua cái trận này. Bài đánh quá là hay luôn. Vãi cứt. Em đánh hay vãi cứt luôn. Ghê thật. Ok để trụ đi. Để trụ win đi. Đây nên thử thả thính em tiếp xem nào. Em đánh hay vãi trưởng. Với lại bảng của mình nó là 9 mạng. Vãi trưởng thật. Đánh nó không thốn mấy. Ôi bán tra cái món này đi. Nên cái món phủ chú trường sinh. À thôi nên cái cái xuyên giáp này. Tí nữa mình sẽ nên phủ chú trường sinh. Ôi đau đấy. Nên cái món này đau đấy anh em ạ. Không biết có ăn được cái món đồ kia không. Ok chơi luôn em ơi. Chơi luôn. Làm gì mà căng vậy. Chơi luôn em ơi. Úi dồi. Hay thế. Hay thế em ơi. Hay vậy ai chơi. Giật luôn. Ôi thôi xong rồi. Em đau quá. Ôi đánh hay thế. Trời ơi. Né tôi ra. Tôi không muốn chơi bà đâu. Hãy né khỏi tôi ra. Đừng. Đừng. Trời ơi. Vai trưởng. Né tôi ra đi mà. Đã bảo không chơi cái pha đấy rồi. Hết máu rồi phải để cho về chứ. Thôi xong. Thua cái bà này rồi. Chấp nhận hoàn cảnh thôi. Bà này đánh hay thật anh em ạ.
Oánh hay quá cơ. Đó em đẩy trụ rồi. Trời ơi, đừng đẩy trụ của anh. Solo mạng nữa. Nhường tiếp đi ha. Thôi chịu, giờ thì có mà nhường. Late game rồi. Full đồ rồi nhìn nhường kiểu gì. Vãi cả trưởng. Bán tra cái món này đi. Nên cái món phù chú trường sinh. Đó, nên cái món này nha. Tăng khá là nhiều máu. Ok, mạng cuối đi em ơi. Mạng này thua anh GG luôn, anh chịu luôn. Sợ lắm cơ. Không dám solo với bà này nữa. Đánh hay vãi ca trưởng. Làm sao? Vẩy luôn, ulti luôn này. Ôi không thốn anh em à. Không biết lý do gì mà nó... Ôi nó hồn luôn cả quân chư choi kìa. Thôi xong. Thôi xong cái pha này rồi. Ôi. Ôi tốc biến kìa. Trời ơi đánh hay thế. Ôi mạng cuối kìa. Trời ơi. Ai chết đây? Ai chết đây? Ai chết đây? Ai chết? Trời ơi. Bài có giật ulti trước. Bé ăn được mạng rồi. Thôi chấp nhận thua. Mình sẽ đầu hàng. Trời ơi. Thua. Ok, và clip của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn em xem clip của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe ủng hộ mình nha. Cũng như chia sẻ cái clip này cho tất cả anh em cùng biết. Rồi thì cảm ơn bạn gái này đã solo cùng mình. Giờ thì bye bye. Bye bye nha, bye bye anh em.